Hello everyone, xin chào ông bà cô chú anh chị em. Hôm nay bên này là tối thứ bảy rồi. À bữa nay bây giờ 6 giờ rồi, thật sáng bây giờ chắc mình đi cũng hết chiều đến tối rồi, mình mới về, hồi nãy cũng gọi được tiếng đồng hồ. À. À, hôm nay cho mình tiếp tục mình nói về NDHCN nha. Thì à, à, như mình nói rồi phải không? Bữa nay nó cũng không có gì hết nhưng bữa nay cho mình à, mình mình có một câu chuyện mình muốn kể thì à, mình à, một chút nữa mình sẽ à, vô đó mình sẽ nói à, cái câu chuyện nó, nó sẽ ra sao với HCN nha à, thứ nhất mình muốn nói là mình thấy đọc một cái comment trong đó đó có một người khán giả này tên là jane phải không nói nếu mà à, cái người này nó không binh ai không phải phép ai hết nhưng mà họ thấy coi mình cứ hỏi hoài mấy câu cái câu trả thắc mắc của mình mình cứ hỏi hoài hỏi mãi mà họ không trả lời Nghĩa là mình mình cũng không bao giờ biết được đâu Thì thôi, coi như vậy thì thôi bỏ qua đi Tại vì nếu mà họ không muốn trả lời Thì mình cũng không bao giờ biết được hết Thì coi như là đừng đừng ít kiếm theo thù hận được thêm gì nữa Coi như bỏ qua đi thì đối với mình mình trả lời với lời trên cái câu hỏi này nó nó thể nó 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 đơn giản lắm chen phải đáng lẽ qua bên cái kênh ndhcn đó hả nói ndhcn đó, nên ngừng lại đi chứ kiếp đua cái mình mình làm sai mà mình cứ đi tiếp tục hoài thì nó cũng không có kết quả tốt đâu như Tony nói trong ý của một cái một cái comment bữa nay rồi phải không? À, nói sao đây phải không? Trả lời cho Tony á thì còn đường đi phải không? Trả trả lời cho cái ông tòa đó là coi như hết đường đi luôn. Nó đơn giản với Tony như vậy thôi chứ không có gì hết. Đối với Tony phải không? Tony nói từ lâu lắm rồi chứ không phải là Tony mới nói là nhiều lần lắm rồi phải không? Nhưng mà em thì nó không chịu nghe thì nó cái tánh con người nó quen rồi phải không đến ngày nào đó cuối cùng con đường mình đi cuối cùng nó cũng cuối thôi chứ không phải cả cuộc đời của mình mình cứ chạy trốn rồi em đi thứ mình có chuyện là cái chạy trốn không mà thôi đi nhìn cái này thấy đơn giản như vậy rồi mà mà có can đảm lên nói lắm nhưng mà có chuyện là cứ không có chuyện gì hết dễ điên thôi thì coi cũng như đi nói rồi phải không? Tony sẽ mới nói về Andy tại ông bà cô chú anh chị em muốn thì Tony sẽ nói mỗi ngày đến lúc nào đó mà đi không nói nữa rồi Chừng đó tự động á tòa nó gửi cái giấy về nhà, chừng đó tự nhiên thôi sẽ không nói nữa vậy thôi chứ đâu còn gì đâu mà nói. Phải không? bây giờ cho mình nói tiếp về bữa nay thì như mình nói rồi phải không má của mình gửi cho mình cái 500 đó thì mình phải lên đây mình phải thông báo cho ông bà cô chú anh chị em nghe à, cho má mình cũng biết luôn với lại cho mấy người mà cái thắc mắc mình có gửi hay không thì mình đã gửi cái 500 đó và mỗi ngày nên làm một điều tốt rồi nha sai một lần á, không sao sai hai lần á, là cũng không sao mình sai lần thứ ba không đi bị xử quá nhưng mà không để sai hai lần rồi nha mỗi ngày nên làm một điều tốt nha thông đã gửi cái 500 đó cho cho đứa cháu đó rồi á thì như mình nói rồi phải không mình cũng đã nói rồi mình thấy sao mình chỉ thấy như vậy hình như là à, mình có một cái yêu cầu thôi à, có lẽ mình không biết nhưng mà có chị Mai à, Trần á à, yêu cầu mình cho cho 100 cho cái ông chú bán bánh tiêu thì mình hy vọng là là, là cháu làm cho vậy giùm cho, cho cho chú nha còn 400 kia thì cháu muốn giải quyết làm sao đó là cậu cháu. Coi như là giúp cho chú uh, gửi 100 đó cho cho cái ông uh, cho ông chú mà bán uh, bánh tiêu đó. Còn lại uh, cái gì đó thì uh, cháu biết làm sao rồi mà chú chú không có hỏi. Thì uh, Tony sẽ để cái tấm hình của cái 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 cái, cái, cái tiền mà mà thôn Tony gửi qua. Cái này coi như là là là, là, là chứng nhận là thon đã gửi rồi nhưng mình minh bạch lắm phải không cái thứ nhất là for ai muốn nghĩ là mình mình cái nhiều khi họ nghĩ mình một băng một bọn gì đó chỉ nói bằng miệng không mà không có làm như vậy cái thứ nhất cái thứ gì nữa thật ra là cái này mới cái quan trọng này phải không thôn đi đã gửi rồi nhưng mà à, gửi giùm cho má rồi đó, nha cái này là tấm hình nên mới mà coi được là đừng có nói đó. tại sao mà 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 mà, mà, mà cái thắc mắc gì hết đã gửi rồi đó nha rồi cái cuối cùng mà mình muốn à, mình không phải cuối cùng mà mình muốn nói tiếp là Thật ra mình 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 muốn nói với Andy cái này là đặc biệt mình nói với Andy luôn nha, ông bà cô chú anh chị em đừng có nghe nha, cái này là mình chỉ nói đặc biệt cho Andy thôi. Cái lý do mà tại sao Tony làm như vậy đó phải không? là mình phải minh bạch cái này lần đầu thôi đi làm phải không nếu mà lần sau đó, mà thôi đi muốn hỏi má của thôn đi nói ô má ơi con muốn uh, gửi gom góp cho một ngàn đồng hai ngàn đồng á. Uh, thì bà sẽ không có thắc mắc nữa thì đừng đó thôi hỏi bà mình nói ok hai ngàn là ok con lấy con đi gửi đi chừng đó thôi đi nói ô oh, ok thì con thôi đi cũng nói vậy thôi ô lần này con gửi rồi nhưng con không có làm cái video thấy không đâu có ai biết đâu Andy phải học hỏi phải không? Lần đầu lúc nào mình phải minh bạch phải không? Mình nói mình lấy bao nhiêu mình phải lên nói cho ông bà cô chú anh chị em mình phải giữ cái uy tín của mình. Chứ mình không làm lần đầu mình làm mà 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 mình mà làm như vậy đó. ai mà tin mình cái lý do mà tại sao Tony lên đây mà nói ô 500 Tony có cái vị xí phải không Tony nói cho má Tony nghe để sau này thì mà Tony có muốn hỏi bằng một ngàn hai ngàn đồng nữa bất tin mình rồi á chừng, đó, đó đâu có gì để mà nói nữa đâu em thì phải học hỏi cái chiêu này chứ mà học cái gọi cái chiêu kia mà một lần đầu chơi một lần mà lấy coi như là không ai tin tưởng anh này nữa đâu nha rồi bây giờ cho mình nói về cái vụ uh, thôn lúc nào cũng nghĩ làm sao để kinh doanh hết đó phải không chứ không phải là không thì um, ông bà có chiếu anh chị em có thấy cái áo mà sai thì phải sửa không thì đó đó cái đó cái này cái nào mình có nhiều người hỏi mình sợ tại sao cái hình đúng cái mình bạn của mình lựa cái 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 cái, cái hình của em này rất là đẹp trai luôn thấy không nhưng mà bây giờ Thôn đi tính là bữa qua để bận đi phát cơm nhưng mà thấy thôi nó không đáng tại mình thấy nhiều ông bà cô chú anh chị em yêu cầu muốn muốn cái áo đó quá thì Thôn đi sẽ làm như vậy này phải không? À, tổng trong tuần này Thôn đi sẽ để cái áo đó lên để cho uh, cái gì đây? Việt Nam mình kêu tiếng Anh nó kêu là auction cũng như là để cho ông bà cô chú anh chị em uh, tự uh, uh, cái chữ gì quên đây phải không? Đấu giá, từ đấu giá cái áo này đi phải không? Thì bây giờ Thon đi để cái áo lên một tuần. Nếu mà ai mà 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 đưa giá cao nhất á, thì Thon đi sẽ bán lại cái áo đó cho những cái người khác cái tiền đó mình gom góp được á, thì Thon đi sẽ gửi về bên Việt Nam để giúp được ai nghèo, ai khổ gì đó mình sẽ cho họ. Thì cái áo này Thon đi thấy để là ban đầu thôi để cho nó rẻ đi cho để um, uh, NDXCM mà phải không? Thôi để nó thôi 10 đồng đi nha. Chứ để cao quá thì cũng không được mà để thấp quá thì cũng không đúng. Thôi để 10 đồng đi thì ông bà cô chú anh chị em nếu mà ai mà thích cái áo này từ từ cứ nâng cái giá nó lên. Để người nào mà trả giá cao nhất thì thôi này sẽ bán cái áo này đó lại cho cái người đó còn cái tiền mình gom góp được mình gom góp được á thì mình sẽ giúp được uh, để coi thế an này nó muốn giúp ai nếu mà nó muốn nó có gì đặc biệt á, thì uh, nói cho thôn đi nghe còn nếu không thì thôn đi sẽ quyết định gửi cái, um, về với việt nam muốn giúp ai thì giúp chứ kêu thôn đi gửi vô cái quỹ của an đi Thì thôn đi không làm không có được đâu nha anh đi không được đâu gửi về việt nam thì thôn đi đồng ý cho uh, từng sau nữa đó sau cái này nếu mà nó, nó, nó cái thấy mình nó, nó xứng đáng mà mình thấy không thôi đi làm cái áo mình không biết bên andy thì sao phải không nó căng thẳng qua nghe chửi tùm lum tùm lá bên thôn đi thấy không mình làm một cái áo mình không cần nói một lời gì hết đó. nhưng mà ông bà cô chú anh chị em của ai ai cũng được vui vẻ có có một uh, một 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 bộ lòng vui vẻ coi mấy cái clip vậy mình thấy mình được vui này phải không? Mình mình chia sẻ với nhau nó thấy cũng như nó ấm cúng không có chuyện gì hết, vậy một cuộc sống của mình nó mới được vui chứ. Còn cái bên em thì nó căng thẳng và toàn là chửi nhau không à, thôi tôi thấy kỳ quá em nữa. Nhiều khi mình không cần nói gì hết á. Phải không? mình mình phải làm sao khán giả của mình nó thấy được nó được vui. Chứ đến cùng rồi mình lên đây chuyện gì nó cũng ra chuyện, này, nó, đã, nó 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 đã làm ra hết rồi, phải không? Không có trốn không có được đâu không với mình ngồi đây mình chỉ đợi thời gian thôi thời gian trước sau nó cũng tới nó cũng tới thôi thì tại sao mình phải phải lên nhau mà phải căng thẳng chửi nhau làm chi mình phải làm cho nó vui vẻ như vậy đó thì một ngày nó sẽ nó, nó nó sẽ quen nhanh hơn hy vọng là ông bà cô chú anh chị em có một uh, uh, một nụ cười xem thấy được cái, uh, cái áo đó thôi thấy nó cũng đẹp thiệt chứ em đi bảnh trai thiệt mà uh, từng sau nữa thôi em sẽ làm thêm cái áo là cái gì thương ơi là thương phải không không biết cái áo cô cô em thì sai thì phải sửa bán được bao nhiêu nhưng mà Tony nghĩ cái áo xương à, thương ơi là thương sẽ, sẽ sẽ được một giá cao lắm tại cái áo này là Tony sẽ làm nó rất là đặc biệt giùm cho, cho cho ông bà cô chú anh chị em coi hy vọng là là à, à, ai đó thấy cái cái áo này có nhiều giá trị thì à, trả cái giá nó cao thì mua lại về để giữ cho kỷ niệm còn à, còn được gom góp giúp được những người nghèo bên Việt Nam giúp mấy người khổ nữa ở đâu cũng được hết phải không ông bà cô chú anh chị em à, một cái mình muốn nói nữa bữa nay mình có tò mò một chút phải không à, mình nói thiệt mình mình có mình thấy cái kho mình nó xong mình cũng hơi thất vọng một chút xíu nhưng mà mình chỉ muốn nói cho ông bà cô chú anh chị em nghe thôi chứ đừng có qua bên ai nói gì hết nha thì bữa nay mình có chạy qua cái cái video của uh, Denise để coi lại phải không coi là một lần nữa thì thôi đi coi lại cho kỹ lần này để đúng bữa hôm kia bữa qua bữa hôm kia thôi đi coi không có kỹ nói thiệt á thôi thấy là cái nó sai từ ban đầu thôi nó không có coi nữa nhưng mà thông đọc mấy cái comment đó thì đó đến lúc có một cái comment của hiền đức phải không đại khái nó kêu thôn là sủa như cái thằng con chó vậy đó. thì nó cũng không sao cái đó là cái đó là hiền đức thì you nhớ know, đối với thôn đi người này nó không có giá trị nhưng mà ngược lại thôn đi thấy cái, cái 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 cái, chuyện mà mà Denise phải không để thả, à, à, gì? thả tim cho cái comment đó đó nó làm thôn đi thấy sao đó you know đối với thôn đi thôn đi không có bao giờ coi mấy cái đó quan trọng đó nhưng mà tự nhiên Tony thấy Denis thả, tim á làm như nó làm Tony hơi thất vọng một chút xíu cái đó là cái sự thật Tony muốn chia sẻ cho ông bà cô chú anh chị em chứ, chứ Tony nghĩ Denis sẽ không có nghe cái video này đâu nhưng nó đúng không tại vì lúc nào Tony cũng cũng nói là mình nói vậy phải không mình nói có lẽ phải nhưng mà Tony không có bao giờ nghĩ là Denis nghĩ là Tony là con người như vậy thì thôi chứ nói cho ông bà cô chú anh chị em nghe thôi nha bây giờ cho mình vô mình nói về cái cái tiểu đề bữa nay phải không tại sao mà tony nói andy hcn à chùm cuối phải không đúng rồi andy hcn nó muốn làm chùm cuối đó ông bà cô chú anh chị em hôm nay tony để ý hết cái câu chuyện là nó xảy ra bữa nay cho tony phân tích về tại sao mà ông tony suy nghĩ như vậy nha thì đó thì nhớ từ ban đầu đó phải không? À, thôi nó cũng đâu có biết gì đâu, thôi nó không biết gì hết, tự nhiên em nó xuất hiện lên đó là nó binh vực cho hằng hằng Kelly nó nói là mấy tụi YouTube bẩn rồi không có ăn chặn tiền từ thiện. bây giờ mình nghe từ uh, trở lại nó trước đó thì em thì nó qua bên Kelly nó muốn uh, nó muốn uh, xã giao với uh, chị Hương với lại hằng Kelly phải không? mục đích của nó đó thì như uh, như như sau này thôi sẽ kể nhưng mà đại khái một một mục đích với nó thì nó muốn tới gần để làm chi để 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 muốn làm cái từ thiện phải không muốn làm mấy cái quỹ từ thiện đó thì đó, Tony đã nghĩ là chắc chắc nó 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 có ý đồ từ lâu lắm rồi chứ không phải đơn giản như vậy nhưng mà mình, mình mình nhìn qua mình thấy rồi là tại sao nó muốn như vậy tại sao nó muốn nó tại vì hằng có một nhiều khán giả đông quá phải không thì nó muốn nó muốn nhập vô để làm chi để bắt đầu nó mới có được một 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 khán giả nào lớn thì lớn nhưng mà nó qua bên đó không biết chuyện gì bị xảy ra Nó bị hằng từ chối nó rồi Thì nó phải về lại bên này phải không Từ đó nó mới xía vô nó binh vực chùm cho hằng phải không Thì lúc đó nó, nó, mới từ 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 Nó mới được được một, một, một chín ngàn subscribe đến ngày hôm nay Phải không từ Trong cái thời gian đó thì thôi không, không biết đến tháng năm đến tháng năm đó bắt đầu nó mới nó mới mở là Andy uh, HCN Incorporated nghĩa là cũng như là chùm giống như là PLC giống uh, như là phượng Cali vậy đó phải không để chi để cho sau này mà có ai gom góp gì nó bỏ trong cái quỹ đó phải không nhưng mà trong cái thời gian này em thì nó chưa có bao giờ làm được cái gì hết á phải không nhưng mà nó có ý đồ rồi phải không nó, nó, chỉ, nó chỉ đợi thời gian nữa có được cơ hội để nó mở miệng ra nó nó nó, nó kêu gọi nhưng mà nó chưa có em để chưa bao giờ dọn bà cô chú anh chị em nghĩ lại đi phải không từ, từ, từ cái thời gian từ từ mình nó xuất hiện đến đây á ông bà cô chú anh chị em có thấy nó làm được cái gì mà tự thiện chưa vậy không có chỉ có ngồi trên mạng nói không à phải không nhưng mà nhưng mà thôi đi nghĩ là you know nó đã nó nó, nó đã có mưu đồ từ lâu để muốn, muốn muốn, lập ra một cái một cái non profit đó cũng như là cái từ thiện cũng như là là phượng Kali vậy đó để nó, nó muốn đi theo cái bước vậy đó đã ý là tại sao mà thôi đi nói là nó muốn làm chùm cuối để làm chi để sau này nó có cơ hội nó sẽ gom góp nó nó có ý đồ hết rồi chứ không phải không có đâu thì cái thời gian này nó qua phải không không có chuyện gì xảy ra hết từ khi bắt đầu cái chuyện anh lộc nó xảy ra cái đó nó bắt đầu nó mới nghĩ cơ hội của nó, nó bắt đầu từ đó đó nó mới bắt đầu nó nghĩ bắt đầu nó mở gom góp thì gỡ mở gom góp thì sao phải không nó nghĩ là nó mở gom góp thì anh được cái tên của nó nó nghĩ là nó không có nói ai biết hết cái cái cái, cái vấn đề mà có cái có à, cái, cái ndhc incorporated phải không nhưng mà nhưng mà cái không anh anh lộc vô tù đó cái ông bà cô chú anh chỉ nghĩ lại đây phải không nó nói là anh lộc sẽ không ra tù phải một năm nữa mà anh tộc mới ra tù phải không cái thời gian này nó bắt đầu nó đã mở miệng xin tiền cho luật sư này phải không à, à, hỏi gom góp cho cái pháp lý gom góp cho xe gom góp cái gì cho anh lộc tùm lum tùm la thôi nó cũng không biết phải không trong cái thời gian này thì đương nhiên rồi không nó bây giờ ông bà cô chú anh chị em cứ nghĩ cái này thôi chỉ đó chỉ suy si đoán thôi nha không biết chắc chắn nhưng mà trong cái Andy non profit này nó có bốn người lận phải không thì Tony nghĩ Andy là một người vợ của Andy là hai người còn hai người kia là ông bà cô chú anh chị em bây giờ biết là thôi nghĩ ai rồi chứ gì tại sao mà họ hai hai người này mà đến cùng mà cũng vẫn binh vực như vậy đó nó có lý do hết chứ không phải không có chứ đó là cái suy si đoán của Tony đâu nhưng mà Tony không biết Tony nghĩ là chắc chắc là như vậy rồi tại vì nó biết tại sao từ cái thời gian mà bây giờ Tony mới nghĩ là như vậy tại vì sau mà cái vụ mà họ, họ họ ra họ nói phải không 200 một người nói là 200 cho anh Lộc 800 kia là cho cái cái quỹ pháp lý gì đó đại khái là cái tiền nó đã nằm trong trong cái, cái 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 cái, Andy agency non profit rồi rồi cái người kia nói là cái 500 kia không có cho gì hết cho cái quỹ gì hết, cho Andy đúng muốn làm sao nó sàn nghĩa là cái tiền đó nó cũng nhảy vô trong đó hết rồi thì Tony nghĩ là mấy cái mấy người này chứ ở trong trong đó chứ không phải chứ không không có cách nào nữa hết á thì được lý do tại sao mà em thì nó không có nó 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 không có nói về cái tiểu tiền bạc kia còn thôi lý là nó gom góp cái tiền kia nó cũng bỏ trong cái quý đó hết á nó nghĩ là nó sẽ không bao giờ nói mình đến một năm sau phải không cái, cái bất ngờ của nó là anh lộc bị ra tù rồi nếu mà anh lộc chưa ra tù nó sẽ tiếp tục xin tiền luật sư cho anh Lộc, xin tiền cho đại khái cái cái cái, cái 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 riêng cho anh Lộc rồi tiền đại khái cái gì mình nên nó cần giúp nó sẽ gom góp nhiều hơn nữa nhưng mà nó bị bỡ ngỡ cái lúc anh Lộc vừa ra tù nó không biết phải nói làm sao nữa hết đó cái 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 kế hoạch của 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 Andy nó 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 cũng bự lắm chứ không phải nó không nhỏ đâu Tony không, thôi không có phải nói là mấy người kia phải không là họ có họ họ, họ họ họ, họ, như Andy vậy mấy người kia không biết mấy cái này đâu thôi nên nói thiệt họ chung nhưng mà mình thôi nên nghĩ là mấy người kia không có biết ý đồ của Andy đâu phải không That's why họ họ cứ cứ, Tony cứ nên cứ thắc mắc hoài mà tại sao họ cứ binh vực Andy hoài mà thôi nên không biết thôn chắc chắn rồi họ 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 nằm ở trong đó chứ không có đâu cái lý do mà tại sao họ lên nó sợ là đổ bể rồi họ có cái kế hoạch nghĩ làm sao nghĩ là hai người này lên nói Ồ họ đưa tiền cho cho cái cái um, cho cho Andy nghĩa là sao tại cái Andy là cái người mà non profit đâu Andy agency nhưng mà Tony nói rồi và Andy ơi mình gom góp cho cho Andy hcn phải không chứ mình mấy cái pháp lý cho anh lộc mình chưa có bao giờ nghe mà cái vụ mà cái andy hcn incorporated hết á thì andy nó nghĩ là nó 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 giấu mình đến lúc cuối rồi phải không nó sẽ nói là nó sẽ có cái đó lúc đó là mình đâu có biết không cũng như nó có một một nó gom góp nhiều đây nó nói là xong nó nói mình mình đâu có làm gì được nữa đâu tại nó có một đống tiền rồi chừng nó bỏ vô nhưng mà nó bị kẹt ngay dưới giữa là anh lộc ra tù rồi đó phải không bây giờ nó cho nó không có thể nào nói nó trong cái thời gian này nó nói ô anh lộc nó tham khảo luật sư Nếu một năm sau nó ai mà hỏi được nữa tại anh lộc ở trong tù lâu quá rồi sao mà hỏi được nữa bây giờ đó, anh lỡ, lỡ, ngỡ anh lộc đi ra khỏi tù rồi ta xoay mình ta xoay thôi nó mới thắc mắc của cái văn phòng luật sư đó ở đâu phải không cuối cùng nó mới đổ bể ra từ 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 từ, từ vậy mình mới biết được ô oh, nó có được cái non profit phải không tại sao cái người trong một ngàn đồng đổi cái câu chuyện của họ là như vậy cái người 500 kia là họ nó nói hồi đó như vậy bây giờ họ cứ nói là họ cho uh, Andy cái 500 đó nó có lý do hết đó ông bà cô chú anh chị em phải không Andy này muốn muốn, muốn cái gì giả giả tâm lắm muốn hút muốn hút hết cái tiền của 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 anh lộc để là để vô cái cái quỹ kia để sau này không muốn làm gì hết làm nhưng rồi cho mình nói tiếp tục nghe Càng nói ra thấy càng tội nghiệp cho anh Lộc Mình nói thiệt luôn á Phải không? Họ lợi dụng anh Lộc quá chừng luôn Especially cái thằng Andy này nè Phải không? Nó giả, nó giả mang lắm Thấy không? Nó nói bây giờ đến ngày hôm nay Thông vẫn hỏi tiếp nữa Andy ơi Cái văn phòng luật sư đó ở đâu? Phải không? Nó cố tình Thấy không? Ông bà cô chú anh chị em Nó không có muốn anh Lộc ra tù đâu Nói thiệt á Nó chỉ nghĩ là anh Tộc, anh Lộc sẽ bị ở trong đó Một thời gian lâu lắm phải wow, nó đâu có ngờ là anh lộc sẽ được ra tù đâu ông bà cô chú anh chị em nghĩ nếu mà anh lộc ra tù anh tức anh chửi như vậy thấy cái xứng đáng bây giờ biết hết chuyện rồi nghĩ là anh lộc sai hay là thằng em đi này nó sai hả thế nó lợi dụng tình thương của, của ông bà cô chú anh chị em nó kêu anh em với anh lộc vậy để anh chi để nó gọi tự nó gom góp tiền để cho riêng cho bản thân của nó chứ đâu có bao giờ nó nghĩ đến anh lộc đâu Thấy không? Thôn là một người ngồi ở hoài Thôn cũng chưa bao giờ xưng anh Lộc là anh em gì hết á Mà Thôn cũng thấy ức ấm ức trong lòng là con người Chứ không phải là là, là cái gì hết Nó đối xử anh Lộc cũng như là Một cái một cái đồ gì đó phải không? Thấy không? Nó, nó, nó ý là nó nói Nó nói về hằng cũng biết phải không? Anh Lộc là, là cho nó để, gì quyền để cho xử lý ảnh ra sao Không nên giúp ảnh Trời ơi, mình là con người mà phải không? Anh về bên đây nếu mà mình giúp họ không được thì mình để người khác giúp. Chứ tại sao mình mở miệng mình nói là như vậy? Tại vì thôn đã biết rồi phải không? Hình như để từng sau nữa thôi đi mới kể mấy cái câu chuyện thời gian anh, anh lộc nó ở trong tù nó ra sao nha tại mình nghĩ cái này nó nó còn sâu xí hơn nữa nó sợ anh lộc về đây kể ra mấy những chuyện chuyện gì mà nó không muốn mình biết thì thôi đi không có nói mấy cái đó được được nữa nhưng mà thôi đi thấy không thấy không mình là con người nhưng mà nó 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 vì mục đích của nó nó, nó nói thôi không biết nói làm sao đây nữa cứ nhiều người cứ hỏi thôi đi tôi bỏ qua đi nó nhà như vậy, kia cái này không phải là cái vị dụ tiền bạc hay là bỏ qua phải không nếu nó nhận sai cũng nó không sao hết. nhưng mà thấy không nó lợi dụng anh lộc có nhiều người ngồi cái nói nó lên đây nó mạng nó ngồi nó nói ô hằng lợi dụng anh em vô gia cư người này cái kia người nào cái nọ dồn lại thằng Andy đi đi ông bà cô chú anh chị em thấy không nó nói anh lộc là một người anh em hơn á là nó kêu anh lộc là một người anh em của nó chứ nếu mà nó không phải anh em của nó nữa nó đối xử với anh lộc nó ra sao chắc nó không thèm ngó luôn á không nếu mà anh lộc không phải là cũng như là nó để mấy cái tấm hình mà anh lộc về về bên sao dê mà nó đứng xin ngoài đường á nếu mà anh lộc không phải không có giá trị gì cho nó hết á phải không có nghĩ là nếu nó, nó 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 cần đem anh lộc ra để nó vậy không chắc nó không nhìn anh lộc ở ngoài đường luôn á chứ nó nói chi mà để mấy tấm hình như vậy ra ra, ra ra, ra, trên mạng để cho để cho nó coi tại sao tại anh lộc còn cái giá giá trị còn nếu mà anh lộc một người bình thường nó không biết gì hết nó không thèm dòm ngó luôn á ông bà cô chú anh chị em nó nói á bởi không cái nhiều khi cũng vậy con người cái tâm của họ mình dòm họ động có một năm của họ họ là một người như đi giúp anh em vô gia cư nó đã có rồi nếu mà nó xảy rồi từ một năm nay ông bà cô chú anh chị em thấy em đi nó làm cái gì không không có không không có thôi bữa nay thôi đi nói bao nhiêu vậy thôi nha mình nói xong mình bỏ nha đi xin chào ông bà cô chú anh chị em